Thưa quý vị, thưa các bạn, kim ngạch xuất khẩu da giày của Việt Nam gần như liên tục tăng qua các năm. Với những yếu tố thuận lợi và kỳ vọng xuất khẩu toàn ngành này, năm 2022 đạt từ 23 đến 25 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 10 đến 15% so với năm 2021 là khả thi. Nhưng để con số này thành hiện thực thì rất cần sự nỗ lực của các doanh nghiệp và hỗ trợ từ phía các bộ ngành, đặc biệt là việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước cũng như các thị trường xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, ngành da giày của Việt Nam ngoài thị trường nội địa đầy tiềm năng với gần 100 triệu dân, còn có một thị trường thế giới rộng lớn. Năm 2021, trong 44 thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành da giày, có hơn 20 thị trường đạt trị giá xuất khẩu trên 100 triệu đô la Mỹ, gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc. Bước sang 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu da giày của nước ta ghi nhận đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ tăng cao trong điều kiện đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở trong nước và nhiều thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Chúng tôi cũng luôn luôn liên tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại. Trước mắt là chúng tôi tập trung vào những thị trường trọng yếu điểm của ngành, ví dụ như thị trường Mỹ, thị trường EU, thị trường Nhật Bản. Chúng tôi xúc tiến các cái chương trình để hỗ trợ cho tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh của ngành da giày tổ chức thường niên tại Việt Nam, với mục tiêu là để thu hút các cái khách hàng quốc tế đến Việt Nam tìm hiểu thông tin cũng như là cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó là cũng cung cấp cho các doanh nghiệp những cái định hướng chiến lược và các cái đổi mới trong khoa học công nghệ, giúp các doanh nghiệp có những cái chiến lược kinh doanh phù hợp. Thời gian qua, để mặt hàng da giày có chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong và ngoài nước, phải kể đến những đóng góp quan trọng của hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là trong 2 năm vừa qua. Do tác động nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu, các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống giữa Việt Nam và các thị trường xuất khẩu trong lĩnh vực giày dép buộc phải tạm ngưng. Do đó, việc nhanh chóng thiết lập những sự kiện giao thương trực tuyến chính là một trong những giải pháp đổi mới thiết thực, hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp da giày nói riêng của Việt Nam duy trì tiếp xúc, kết nối và cùng tìm ra cơ hội thông thương sản phẩm. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Da giày và Túi sách Việt Nam Le Faso tổ chức các khóa đào tạo, chương trình thực tế để hỗ trợ doanh nghiệp da giày nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm. Do cái tình hình là Covid nên là cái tiêu thụ sản phẩm đối với nước ngoài nó bị hạn chế. Thế nên ban lãnh đạo công ty là phải khẩn trương và kịp thời triển khai các cái mạng lưới bán hàng trên cả nước. Thế thì chúng tôi tổ chức những các đại lý cấp 1 ở thành phố Hồ Chí Minh, thế rồi ở Hà Nội, thế rồi ở Đà Nẵng. Thế và chúng tôi tổ chức xe, chúng tôi đưa đến tận nhà máy, thế rồi tận các cái siêu thị và tận các cái công ty. Trong những năm gần đây, sự phát triển của ngành da giày mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Kim ngạch xuất khẩu da giày của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện chiếm tới 78,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Ngành da giày thu hút được các doanh nghiệp nước ngoài nhờ lợi thế nguồn lao động đông đảo, giá nhân công cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Chúng tôi tin tưởng và chọn Việt Nam để đầu tư là bởi vì ở đây có rất nhiều lợi thế mang lại cho doanh nghiệp chúng tôi hiện nay. Trước hết là việc công ty chúng tôi được địa phương tạo điều kiện tối đa trong việc xây dựng nhà máy, lực lượng lao động tại địa phương rất dồi dào, chất lượng tay nghề cao. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, cải tiến công nghệ cả dây chuyền sản xuất. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng công ty vẫn đảm bảo nguyên vật liệu, giải quyết đầy đủ việc làm cho người lao động. Theo nhận định của các chuyên gia và doanh nghiệp, thị trường nội địa rất tiềm năng cho các doanh nghiệp da giày do nhu cầu tiêu thụ lớn và xu hướng sử dụng sản phẩm chất lượng không ngừng tăng cao. Đặc biệt, giai đoạn 2 năm vừa qua khi đại dịch bùng phát mạnh, ảnh hưởng đến xuất khẩu, các doanh nghiệp da giày Việt Nam đã nắm bắt cơ hội đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiếp cận, mở rộng thị trường nội địa đầy tiềm năng. Các sản phẩm da giày Việt Nam ngày càng gia tăng sự hiện diện tại các trung tâm thương mại, cửa hàng giới thiệu sản phẩm do nhu cầu của người tiêu dùng với hàng Việt ngày càng gia tăng. Nhiều sản phẩm Việt chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, có thương hiệu đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Thế thì về cái tổ chức bán hàng ấy, thì chúng tôi truyền qua cái kênh điện tử. Thế rồi là thực tế chúng tôi đã đi từng
từng nơi để chúng tôi phục vụ và bán hàng cho các cái cơ sở. Về xuất khẩu ấy, cái phương hướng của chúng tôi là tổ chức để làm ra các cái mẫu mã mới để đợi thời cơ là khách hàng của nước ngoài là người ta đến. Bên cạnh nữa thì chúng tôi đầu tư thêm máy móc thiết bị làm sao để cái chất lượng nó tốt và hình thức nó đẹp. Bên cạnh các lợi thế truyền thống về nhân công, môi trường chính trị, việc tham gia vào các FTA song phương và đa phương cũng như kiểm soát tốt dịch bệnh sẽ mang lại ưu thế lớn, giúp doanh nghiệp da giày Việt Nam đón được đơn hàng dịch chuyển từ các quốc gia khác trong năm 2022 này. Ngoài ra, một vấn đề đặc biệt quan trọng là công tác xúc tiến thương mại các mặt hàng da giày trên thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu được các doanh nghiệp Việt Nam chú trọng đẩy mạnh, đã là những cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 15% so với năm 2021 với kim ngạch đạt khoảng 23 đến 25 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 này của toàn ngành da giày. Chúng tôi cũng bám theo các cái hiệp định FTA đã được ký kết, là những hiệp định mà mang lại những lợi thế rất là lớn cho ngành da giày khi mà thuế suất hầu như là về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Đấy, cho nên là cái cơ hội để mà thúc đẩy xuất khẩu là rất là lớn. Vì vậy mà các cái thị trường FTA là cái ưu tiên đầu tiên để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó thì các hoạt động xúc tiến các cái người mua tới Việt Nam thông qua các cái chương trình hội chợ triển lãm và các cái chương trình hội nghị cũng là một trong những hoạt động mà để thu hút và cũng như là cung cấp được những cái thông tin đầy đủ nhất cho khách hàng cũng như là các nhà đầu tư. Việc các thương hiệu lớn vẫn chọn Việt Nam là điểm đến sản xuất có nhiều nguyên do, trong đó hấp dẫn nhất là giá lao động cạnh tranh, dịch bệnh được kiểm soát tốt với tỷ lệ người dân được tiêm vaccine cao, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cởi mở. Tuy nhiên, việc tận dụng cơ hội từ các thương hiệu lớn để gia tăng xuất khẩu là việc không dễ dàng. Các tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm, trách nhiệm xã hội và phát triển xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường là những vấn đề lớn mà doanh nghiệp sản xuất da giày của Việt Nam cần phải quan tâm. Cùng với đó là cần phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm da giày chiếm lĩnh thị trường nội địa, gia tăng sự hiện diện tại khu vực và trên thế giới nhằm nâng cao thị phần và giá trị xuất khẩu mặt hàng này trong thời gian tới.